Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách review cho anh em một cái hệ thống mới vừa ra mắt của hệ thống mfb.vn. Thì đây là dịch vụ tra feedback link. Tại sao mình lại đặt tên cho nó là tra feedback link? Thì được sự cố vấn từ của rất nhiều anh em SEO thì cần cái một cái nguồn tra feedback thật, người dùng thiệt, và nó truy cập vào từ cái bắt link của người ta, sau đó bấm vào cái web, cái từ khóa đó, từ khóa của người ta cần SEO, và sau đó chuyển về cái website đó, cái website cần SEO đó, giúp cho cái việc mà từ khóa của người ta gia tăng được cái traffic và cái bắt link đó nó có tính chất chất lượng hơn so với việc mà anh em đi bắt link rất là nhiều. Nhưng mà nó không có traffic thì gần như cái bắt link đó là bắt link không có giá trị nhiều. Nó vẫn có tác dụng trong SEO nhưng mà nó không có giá trị nhiều. Vậy thì anh em SEO sẽ rất cần cái nguồn traffic bắt link này. Vậy thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn và review cho các bạn về cái hệ thống traffic này, cũng như là cách setup cài đặt làm sao để các bạn có cái nguồn traffic chất lượng ha. Đầu tiên để mình giải thích về cái luồng đi của user sẽ như sau. Đầu tiên là user sẽ truy cập vào cái đường link mà các bạn sẽ cho. Sau đó user sẽ bấm vào cái từ khóa website cần SEO. Thường là các bạn trên cái website bắt link các bạn hay gắn cái từ khóa thì mình hay gọi là test link á. Đó, user sẽ bấm vào cái từ khóa đó. Rồi sau đó bước 3 là gì? Khi mà bấm vào test link thì nó sẽ chuyển qua cái website của các bạn, đúng chưa? Thì sau đó user sẽ di chuyển từ từ để xuống lấy cái mã code. Sau đó là click vào một cái link bất kỳ trên website. Để cái việc này nó giúp cho, thứ nhất là tăng cái thời gian ở lại trang, giảm tỷ lệ thoát và tăng cái số lần xem trang của cái hiệu quả của traffic đó lên. Và bước 5 là user báo cáo đã hoàn thành cái nhiệm vụ, và bên mình sẽ trả tiền cho những user làm cái việc như thế này. Các bạn yên tâm là 100% là user thật. Nếu các bạn đã phát hiện user ảo hay là bên mình sử dụng tool để làm những hành vi như thế này, bên mình sẽ đền 100%. Rồi, ok, bây giờ vậy thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách cài đặt traffic nó như thế nào, và anh em cách mua dịch vụ ha. Đầu tiên anh em sẽ truy cập vào mfb.vn. Đây, mình có gửi clip. Thì MFB là một cái trang mà nó cung cấp rất là nhiều dịch vụ social từ Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube. Nay tiện mình quảng cáo một xíu cho hệ thống của mình. Đấy. Thì anh em sẽ vào cái nguồn dịch vụ là traffic bắt link ha. Bên mình có cả dịch vụ traffic user, nhưng mà ở clip trước mình đã hướng dẫn anh em về traffic user rồi. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn về traffic bắt link. Rồi. Sau khi vào traffic bắt link thì anh em sẽ lưu ý sau. Đầu tiên anh em sẽ cài cái đặt code này vào trong cái website của các bạn. Đây, vậy thì các bạn sẽ cần chuẩn bị cái gì? Đầu tiên các bạn sẽ chuẩn bị một cái link bắt link. Đây, mình có chuẩn bị một cái link bắt link đây ha. Đây là một cái link bắt link mình sẽ bỏ vào. Rồi, thứ hai là mình nhập từ khóa, mình sẽ cho từ khóa vào. Rồi, trang web cần tới. Trang web cần tới thì cái bắt link này các mọi người hiểu đây là test link đúng chưa? Khi mà user truy cập vào cái đường link này các bạn cho thì user sẽ bấm ra cái này. Đó. Thì đây là cái website của các bạn. Đó, cái từ khóa và website của các bạn thì các bạn sẽ bỏ vào đây giúp mình. Đó. Rồi, các bạn phải tải lên mô tả ha. Tải lên mô tả là sao? Các bạn sẽ chụp cho mình cái đoạn này. Đó, để làm sao? Để user nó biết nó nằm ở chỗ nào để user người ta tìm. Bởi vì những hệ thống thật nó phải cần những cái này, còn nếu mà hệ thống ảo á thì không cần cái này đâu. Các bạn có thể đánh dấu như thế này đó, để cho user của mình người ta có thể biết, sau đó lưu lại 123. Rồi các bạn sẽ bấm tải lên. Lưu đâu trời. Rồi, sau đó các bạn sẽ tải cái hình đó lên. Đây, cái hình này các bạn tải lên đúng chưa? Thì để cho user thật thì người ta phải nhìn cái đoạn này người ta mới tìm ra. Những bên nào mà không làm những quy trình như thế này á, thật sự nó không đúng là traffic thật. Nếu mà bên nào mà dùng traffic tool đó, thì họ không cần phải làm mấy cái chèn mấy cái mã như thế này đâu.
Tại vì bên mình trả tiền nhiệm vụ cho user, bắt buộc phải làm những cái này thì bên mình mới biết được user nào người ta làm việc, và bên mình trả tiền cho cái việc đó. Các bạn hình dung không? Rồi, sau đó các bạn có thể lựa chọn gói. Ví dụ như mình chọn gói 30 giây đi. Đó. Tối thiểu. Đó, 50, 50. Đó. Sau các bạn phải lưu ý là các bạn phải cài cái mã này ha. Khi mà các bạn cài cái mã này vào trong cái website Đức nè. Đó, website Đức của mình đây ha. Thì nó sẽ hiện cái nút lấy mã ở đây. Đó. Rồi, sau đó các bạn sẽ cài xong chưa ta? À, một cái lưu ý là các bạn nên nhập số điện thoại của các bạn vô đây nha, để mà khi mà mình cần cái vấn đề gì sự cố mình sẽ có cách gọi điện thoại hoặc là hỗ trợ các bạn qua Telegram hoặc là Zalo. Ngoài ra các bạn có nào có mã giảm giá thì các bạn có thể nhập vô đây. Rồi, thì sau khi mà cài xong như vậy thì các bạn bấm tạo đơn thôi. Tạo tiến trình. Rồi, tạo tiến trình thành công. Các bạn có thể sẽ coi nhật ký ở đây ha. Sau khi có nhật ký á thì bên hệ thống nó sẽ chờ duyệt chạy, chắc mất khoảng 24 giờ. 24 đến thường trong trong ngày, không tính vào giờ buổi tối với ban ngày giờ hành chính, là bên mình sẽ duyệt nó nhanh, kiểm tra xem các bạn đã gắn mã hay chưa. Nếu các bạn đã gắn xong á thì các bạn xem báo cáo á thì nó sẽ hiển thị từ khóa đã chạy, IP, user, ngày thực hiện, giờ giấc ở trên này. Các bạn cũng có thể so sánh với Google Analytics và Google Console để các bạn kiểm tra. Ngoài ra, những các bạn có thắc mắc về hệ thống của mình, người dùng có thật hay không hay là như thế nào, thì mình cũng chia sẻ cái hệ thống của mình gây dựng 4 năm nay rồi, cộng đồng của mình nó rất là lớn. Các bạn có thể lên mạng tìm hiểu cũng như là các thứ. Ừ, đây cộng đồng của mình đây, hôm nay mình public cái cộng đồng cho các bạn xem ha. Đó, cộng đồng trên nền tảng này 1 triệu lượt tải rồi, 29.000 đánh giá. Các bạn có thể lên YouTube search cái từ khóa này của mình, và kênh YouTube hay là cộng đồng bên Facebook rất là đông, đông như quân nguyên. Đấy, các bạn có thể xem để mà hiểu xem từ hệ thống của mình nó có thật hay không. Tại bữa giờ nhiều anh em cứ suy nghĩ là hệ thống ông này có thật hay không, cộng đồng sao đâu mà lớn vậy, thì đây chia sẻ cho anh em với cộng đồng. Đó, đơn giản như vậy. Coi clip này xong khỏi thắc mắc ha. Rồi, như vậy là đã tạo xong và bây giờ chúng ta chỉ chờ duyệt thôi. Đấy, chờ duyệt, nếu có vấn đề gì sự cố thì bên mình sẽ báo, còn không là nó sẽ chạy, và nó chạy các bạn sẽ coi được số liệu ở đây. Ok, hẹn gặp lại các bạn nha. Nếu có gì thắc mắc hãy liên hệ cái như cổng hỗ trợ ở đây, cổng hỗ trợ này các bạn có thể tạo yêu cầu hỗ trợ hoặc là group Telegram nhắn tin cho mình sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye, hẹn gặp lại.